Chào mọi người, mình là Xuân Lan, 35 tuổi, mình đang ở Cầu Giấy, Hà Nội. Thực ra thì mình cũng không thuộc phải là tiếp người béo phì đâu, nhưng mà sau 2 lần sinh nở thì cơ thể thay đổi khá là nhiều. Cái phần mỡ ở cánh tay này, mỡ đùi và đặc biệt là mỡ bụng nó khiến cho mình rất là mất tự tin. Cơ thể mình lên cân nhanh chóng như thế đồng nghĩa với việc là lúc nào cũng cảm thấy rất là nặng nề. Thì mình thấy hình như là chồng mình cũng hơi chán nản và không có hứng thú lắm thì phải. Nhiều đêm mình nằm suy nghĩ là có cái phương pháp nào để mà vừa giảm cân mà da của mình vẫn đẹp được hay không ạ? Thì mình cũng đã thử khá nhiều phương pháp rồi, cụ thể là việc ăn uống. Mình thực hiện một chế độ ăn uống khá là khắt khe đấy, nhưng mà cân nặng của mình dường như là không đổi. Và đến một ngày thì mình được một người bạn giới thiệu và biết đến sản phẩm Detoxify. Có tác dụng là thải lọc mỡ này, thanh lọc cơ thể này, giảm cân khá là nhanh. Nó rất tiện và lại không mất công gì cả. Chính vì vậy mình đã quyết định thử giảm cân theo phương pháp đó là sử dụng sản phẩm Detoxify này. Thì thực sự là mình thấy rất là bất ngờ, cảm nhận là cái thay đổi của nó khá rõ rệt ngay từ lần đầu sử dụng liệu trình đầu tiên ý. Mình đã giảm được 5 cân trong vòng có 1 tháng thôi ạ. Và cái cảm giác khi mà mở cái tủ quần áo ra, trời ơi, vừa vui mà vừa buồn. Vui là gì? Mình thử vào cái nào nó cũng rộng thênh thang ra ấy. Còn buồn là tại vì bây giờ lại tốn một khoản chi phí khá là nhiều để mà sắm quần áo lại từ đầu rồi. Thói quen của mình đó là khi dùng bất kể một sản phẩm gì cũng vậy, mình luôn tìm hiểu rất là kỹ. Thì đối với Detoxify cũng vậy, mình được biết là 100% nguyên liệu được nhập khẩu từ Pháp. Ngoài việc là thanh lọc cơ thể này, thải độc mỡ thì còn giúp cho da của chúng ta được trẻ hóa, trông sẽ rạng rỡ và đẹp hơn rất là nhiều. Mình rất là yên tâm với lại thành phần bảng đẹp sạch 100% nguyên liệu từ thiên nhiên. Trong đó có một thành phần mà mình rất đáng chú ý có tên là Garcinia Cambogia, được nhập khẩu 100% từ Pháp. Nó được coi là một trong những loại thần dược giúp hỗ trợ điều trị trong việc giảm cân rất là tốt. Bản thân mình thì chưa sử dụng qua bất kỳ một sản phẩm giảm cân nào cả. Tuy nhiên khi dùng Detoxify thì mình thấy là không hề mệt mỏi giống như là trước kia mình sử dụng phương pháp là nhịn ăn để giảm cân đâu. Có một điều này mình muốn chia sẻ thật với các bạn, đó là khi mà mình dùng các phương pháp giảm cân ý, thì da của mình cái thứ nhất là sẽ bị sạm đi này, miệng sẽ hơi khô một chút và hơi có mùi tại vì do thiếu chất mà. Cơ thể thì lúc nào cũng mệt mỏi, thậm chí mình còn hay cáu gắt với lại chồng mình nữa. Thế nhưng mà tuyệt đối khi mà dùng Detoxify thì mình không có cảm giác mệt mỏi một chút nào. Ngược lại, vào mỗi buổi sáng thì mình có thói quen là sẽ uống sản phẩm trước khi ăn sáng. Thì mình thấy là cơ thể của mình khá là nhẹ nhàng, có lẽ là do cái quá trình đào thải mỡ trong khi mà mình đi vệ sinh ấy. Tác dụng rõ ràng nhất khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm Detoxify này đó là sau 3 đến 5 ngày sử dụng, hoặc là nhiều nhất là 7 ngày thôi, thì các bạn đã thấy cái lượng mỡ nội tạng của mình được thải ra qua hệ tiêu hóa. Cụ thể là trong quá trình đi vệ sinh, số lần đi vệ sinh của các bạn có thể tăng lên, nhưng mà nó cũng không gây ảnh hưởng gì tới lịch trình sinh hoạt của mọi người đâu nhá. Và sản phẩm Detoxify này không hề gây mất nước này, không gây chán ăn. Chính vì vậy mà số cân nặng của các bạn giảm sau khi sử dụng sản phẩm nó không xuống quá nhanh, mà sẽ xuống từ từ thôi theo liệu trình mà các bạn sử dụng. Cụ thể là trong một tháng thì các bạn sẽ giảm từ 4 đến 5kg. Và đây cũng được coi là chỉ số giảm cân tiêu chuẩn mà các nhà khoa học đã đưa ra, bởi vì nó không vượt quá 5 đến 10% thể trọng cơ thể của một tháng. Và bản thân Lan bây giờ đã dùng sản phẩm được 2 tháng rồi thì mình thấy hiệu quả rất là tốt. Cân nặng của mình vẫn được duy trì này, mình không bị tăng cân trở lại, không hề gây mệt mỏi một chút nào. Và mọi người cũng thấy là bây giờ Lan đang rất tự tin diện những bộ đầm body để khoe dáng rồi đúng không nào? Là phụ nữ thì chúng ta hãy yêu chiều bản thân mình bằng cách hãy quan tâm tới những điều nhỏ nhặt nhất. Nhớ là đừng để béo phì trở thành rào cản để dẫn tới con đường tìm đến hạnh phúc của mình nhá. Ai mà béo thì mới hiểu được là cái cảm giác nó tự ti như thế nào. Bản thân mình thì rất là ngại giao tiếp, cơ thể lúc nào cũng nặng nề á. Nhưng mà từ ngày biết đến Detoxify như một tấm vé giúp cho mình trở lại với tuổi thanh xuân. Và bây giờ đang có chương trình là mua 2 tặng 1. Nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy truy cập vào đường link bên dưới mà Lan đã để cùng mua sản phẩm nhé. Detoxify, người bạn tri kỷ cho phái đẹp trên con đường tìm lại tuổi thanh xuân. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.